Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ về phương pháp VPA là kỹ thuật nhận diện dòng tiền thông minh bằng hành động giá kết hợp với khối lượng giao dịch. Kỹ thuật này được nghiên cứu dựa trên các nhà giao dịch huyền thoại như Jack Livermore, Richard Whitt và Chuck Liddell. Phần thứ nhất là không có gì mới trong giao dịch cả. Tác giả bắt đầu với giao dịch chứng khoán từ việc đọc những cuốn sách như Hồi ức về một thiên tài chứng khoán. Cuốn sách được coi là tiểu sử của nhà đầu cơ huyền thoại Jack Livermore. Ta cần đặt nghi vấn về thị trường. Thứ nhất là khối lượng giao dịch có còn hữu ích. Thứ hai là có hữu ích đối với thị trường bạn đang giao dịch hay là không. Thứ ba là nó có thể ứng dụng cho mọi chiến lược giao dịch và đầu tư không. Nhìn chung các kỹ thuật của VPA vẫn tồn tại từ xa xưa và vẫn không có gì thay đổi theo thời gian. Khối lượng luôn là thứ dùng để xác nhận xu hướng giá. Giá vẫn tiếp tục di chuyển với khối lượng thấp, thì đằng sau ắt hẳn tồn tại nhiều lý do khác nhau. Ngược lại, nếu giá di chuyển kèm theo khối lượng cao hơn hoặc tăng lên, thì đây là một sự di chuyển bình thường. Nếu giá tiếp tục di chuyển về một hướng cùng với sự hỗ trợ từ khối lượng, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chỉ mới bắt đầu. Về cơ bản, có 3 giai đoạn chính theo Chuck Liddell. Thứ nhất là giai đoạn tích lũy, là điểm bắt đầu cho một chu kỳ xu hướng nào mà thị trường chuẩn bị tăng giá cao hơn. Giai đoạn 2 là giai đoạn có sự tham gia của đám đông. Đây là giai đoạn tiếp diễn xu hướng về kỹ thuật. Đây thường là giai đoạn kéo dài nhất. Thứ ba là giai đoạn phân phối. Có rất nhiều nhà đầu tư đổ xô vào thị trường với nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội vàng của đà tăng giá, gọi là FOMO. Trong khi đám đông hào hứng mua bằng mọi giá thì có một chủ thể được gọi là dòng tiền thông minh lại làm điều ngược lại. Họ ra sức bán ra cổ phiếu đang nắm giữ, trong khi Dow là ông tổ của phương pháp phân tích kỹ thuật thì phương pháp VPA do Richard Whitt là cha đẻ và phát triển và mô tả nó một cách rõ ràng để người khác có thể hiểu được nó. Có 3 quy luật cơ bản trong phương pháp VPA của Whitt. Quy luật thứ nhất là quy luật cung cầu. Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ tăng để đáp ứng được nhu cầu này. Và ngược lại, khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ giảm và kết quả là cung thừa sẽ bị hấp thụ. Quy luật thứ hai là quy luật nguyên nhân và kết quả. Để có một kết quả, trước tiên bạn phải có một nguyên nhân. Nguyên nhân nào thì kết quả đó. Khối lượng giao dịch thường chỉ dẫn tới một chuyển động nhỏ trong hành động giá. Quy luật thứ ba là quy luật nỗ lực và kết quả. Mọi hành động đều có sự phản hành động tương ứng ở chiều ngược lại. Hành động giá trên biểu đồ phản ánh hành động khối lượng bên dưới. Cả hai phải hòa hợp với nhau và nỗ lực sẽ dẫn đến kết quả tương ứng. Trong cuốn sách của Richard đã miêu tả diễn biến thị trường qua 8 quy luật. Quy luật thứ nhất là giống như các thương gia, các chuyên gia sẽ kỳ vọng bán ở mức giá bán lẻ những gì họ đang mua ở mức giá bán buôn. Thứ hai là các chuyên gia ở lại trên thị trường càng lâu, họ sẽ tích lũy được càng nhiều tiền để mua cổ phiếu với giá bán buôn, sau đó họ bán với giá bán lẻ. Thứ ba là việc mở rộng triển khai các phương tiện truyền thông đã đưa nhiều người tham gia vào thị trường hơn, có xu hướng làm tăng sự biến động của giá cổ phiếu vì chúng làm tăng các yếu tố cung và cầu. Thứ tư là để mua và bán lượng lớn cổ phiếu, các thành viên của sở giao dịch sẽ tìm kiếm những cách thức mới để nâng cao kỹ thuật bán hàng của họ thông qua việc sử dụng truyền thông và đại chúng. Thứ năm là để sử dụng các nguồn lực tài chính ngày càng tăng, các chuyên gia sẽ phải tác động đến việc giảm giá theo các hướng ngày càng tăng để có đủ lượng hàng tồn. Thứ sáu là sự gia tăng giá rất kịch tính và mạnh mẽ để thu hút sự quan tâm của công chúng nhằm phân phối lượng hàng tồn kho đã tích lũy. Thứ bảy là các cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất sẽ cần thời gian dài hơn để phân phối. Thứ tám là nền kinh tế sẽ bị suy thoái ngày càng nghiêm trọng, gây ra lạm phát, thất nghiệp, lãi suất cao và thiếu nhiên liệu. Tiếp theo phần 2 là tại sao cần phải quan tâm đến khối lượng giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường là một mạng lưới chằng chịt có quan hệ với nhau về mặt nguyên tắc, không thể có sự thỏa thuận nào với nhau.
nhưng thực tế họ luôn có thỏa thuận ngầm với nhau. Họ tạo ra các lệnh mua bán để thỏa mãn các lệnh mua bán của nhà đầu tư trên thị trường rất nhiều, khi thị trường giảm, khi có tin tốt và tăng, khi có tin xấu mà ta cũng không thể tin được theo tính logic thông thường. Việc theo dõi khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn quan sát những hoạt động trên thị trường của các đối tượng tạo lập thị trường này. Việc tạo lập thị trường sẽ luôn có và ta cần chấp nhận nó. Có 3 yếu tố quan trọng về khối lượng. Thứ nhất là tất cả khối lượng đều là tương đối. Ta không có thước đo thật chính xác để đánh giá nó. Thứ hai là khối lượng mà không có giá đi kèm sẽ là vô nghĩa. Thứ ba là thời gian là một thành phần quan trọng. Nếu kéo dài quá thì sự hào hứng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Phần thứ ba là giá đúng. Ngay từ sớm các nhà giao dịch trên sàn đã ưa thích việc có mặt tại sàn chứng khoán hàng ngày để cảm nhận về sự biến đổi của giá cả, luồng lệnh, khối lượng giao dịch và cảm nhận của các nhà đầu tư về thị trường để biết xu hướng của thị trường hiện nay đang như thế nào. Khi kỷ nguyên giao dịch điện tử tới, ta sẽ phải theo dõi bản điện tử với những cách tương tự. Ta theo dõi sự di chuyển của giá và tìm kiếm sự xác nhận bằng khối lượng giao dịch. Trong một thị trường bị thao túng, khối lượng tiết lộ sự đằng sau của hành động giá. Trong một thị trường thuần túy, khối lượng tiết lộ sự đằng sau của tâm lý, thị trường và luồng lệnh. Một thanh nén nhặt bao gồm 7 thành phần. Thứ nhất là giá cao nhất, thứ hai là giá đóng cửa, thứ ba là bóng nén trên, thứ tư là biên độ thăng nén, thứ năm là giá mở cửa, thứ sáu là giá thấp nhất và thứ bảy là bóng nén dưới. Biên độ của thăng nén cho ta biết nhiều điều về mức độ biến động của phiên giao dịch. Phần thứ tư là phân tích giá cả kết hợp với khối lượng, những nguyên tắc đầu tiên. Các nguyên tắc áp dụng của kỹ thuật VPA. Nguyên tắc thứ nhất là nghệ thuật không phải là khoa học. Đây là phương pháp mang tính nghệ thuật và nó thuộc loại logic mà nên chỉ một chương trình máy tính hệ thống hóa có thể không đem lại kết quả như ta trực tiếp làm việc với các con số. Vì hầu hết các phân tích đều phụ thuộc vào sự nhận định và người sử dụng phương pháp này. Ta phải so sánh và phân tích hành vi giá với khối lượng giao dịch tương ứng, tìm kiếm sự xác nhận hay là sự bất thường. Cùng lúc đó phải so sánh khối lượng với nhau để đánh giá độ mạnh yếu của khối lượng trong quá khứ. Nguyên tắc thứ hai là kiên nhẫn. Ta cần kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của tín hiệu vì thị trường không dễ dàng dừng lại và quay đầu trong tích tắc được. Nó luôn có động lượng và tiếp tục di chuyển theo hướng cũ mặc cho những tín hiệu từ nén và mô hình nén cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng hoặc là sự bất thường. Ta không nên hành động hấp tấp, phải kiên trì chờ đợi sự đảo chiều xảy ra những đợt rũ bỏ liên tục sau đó và các đợt tăng giá hay là giảm giá mạnh. Nguyên tắc thứ ba là tất cả đều mang tính tương đối. Phân tích khối lượng chỉ mang tính chất tương đối vì các nguồn cung cấp dữ liệu có thể khác nhau và ta không cần quá quan tâm tới điều này. Ta chỉ cần sự nhất quán sử dụng một nguồn dữ liệu xác định để có sự nhất quán trong xác định giá, khối lượng để có cái nhìn nhất quán. Nguyên tắc thứ tư là thực hành để trở nên hoàn hảo. Ta cần có thời gian để thực hành và trở nên thành thạo kỹ năng này như bất kỳ kỹ năng nào khác. Nguyên tắc thứ năm, phân tích kỹ thuật VPA chỉ là một phần của câu chuyện. Ta cần sử dụng thêm các ngưỡng hỗ trợ kháng cự vì tại đây giá tạm dừng và thực hiện các hành động rũ bỏ của nó trước khi đảo chiều. Nó cũng có thể chỉ là một điểm tạm dừng trong một xu hướng dài hạn, sau đó sẽ xác định bằng những tín hiệu từ khối lượng. Sự bứt phá ra khỏi vùng giá đi ngang cùng với khối lượng luôn là một tín hiệu mạnh. Nguyên tắc thứ 6 là sự xác thực hoặc là bất thường. Khi sử dụng VPA làm phương pháp phân tích, ta cần tìm kiếm hai thứ. Thứ nhất là liệu giá là xu hướng giá đã được xác nhận bằng tín hiệu khối lượng hay là sự bất thường giữa giá và khối lượng. Ví dụ về sự xác nhận. Ví dụ một là cây nến với thân nén rộng, giá đóng cửa gần sát mức cao nhất,
khối lượng giao dịch lớn vượt khỏi khối lượng trung bình, ta có thể thấy đây là trường hợp thị trường đang tăng giá và có sự xác thực của khối lượng và có vẻ giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên kế tiếp. Ví dụ thứ hai là một cây nến có thân hẹp và khối lượng thấp với mức giá trung bình. Trong trường hợp này, thị trường tăng giá một ít, nghĩa là nỗ lực một ít và khối lượng giao dịch thấp hơn trung bình. Như vậy là mọi thứ bình thường. Ví dụ 3 là thân nến rộng đóng cửa mức gần cao nhất, nhưng khối lượng giao dịch thấp hơn trung bình. Đây là một sự bất thường. Ở đây có một kết quả lớn là giá tăng mạnh, nhưng với nỗ lực nhỏ, khối lượng thấp. Ở đây là một tín hiệu cảnh báo có một sự bất thường trong đó. Rất có thể đây là một cái bẫy chờ sẵn cho nhà đầu tư tham gia vào. Ví dụ thứ tư là thân nến hẹp, giá tăng ít đi kèm với khối lượng lớn, trung bình. Mức tăng khiêm tốn của giá là kết quả cần có sự nỗ lực là khối lượng rất lớn để làm được. Đây là một điều gì đó không ổn trong đó. Đây có vẻ là thị trường đang suy yếu đi. Có thể tạo nên một mẫu hình nến điển hình báo hiệu xu hướng tăng hoặc là đáy của xu hướng giảm. Ví dụ thứ năm là nhiều nến, khối lượng xác nhận giá. Khi có nhiều nến tăng, thân nến ngày một cao hơn đi kèm với việc khối lượng ngày còn tăng. Đó là một sự xác thực tăng giá hoàn toàn bình thường. Có hai cấp độ để xác nhận. Đầu tiên là trên từng thanh nến cụ thể để xem có bình thường hay là không. Sau đó là xem trên một cụm nến. Ví dụ thứ năm là nhiều nến, khối lượng xác thực giá. Giá giảm và thân nén sao rộng hơn nén trước khi đi kèm với khối lượng tăng. Việc giá liên tục giảm và cây nén ngày càng rộng hơn đi kèm với khối lượng ngày càng lớn hơn và lớn hơn trung bình là sự xác nhận một xu hướng giảm. Nó phản ánh tâm lý thị trường một cách bình thường. Ví dụ thứ 6 là sự bất thường giữa khối lượng và nhiều thanh nén. Khi giá ngày còn tăng nhưng khối lượng lại giảm dần. Các cụm nén như vậy luôn chứa đựng sự bất thường và cần sự quan sát kỹ. Với một thanh nén thân rộng, khiêm tốn và khối lượng rất cao là do các nhà tạo lập đang bán ra ở đây. Tiếp theo các nén tiếp tục tăng lên rộng hơn nhưng khối lượng lại giảm nhanh. Tín hiệu cảnh báo tiếp tục được phát ra mặc dù giá vẫn tăng nhưng khối lượng giảm đi. Đó là do nhà tạo lập bán ra nhưng nhờ động lượng cổ phiếu tiếp tục di chuyển đi lên cao hơn. Nhưng đây chỉ là khoảng dừng trước khi cổ phiếu đảo chiều. Ví dụ số 7 là sự bất thường giữa khối lượng và nhiều thanh nén giảm. Giá giảm và thân nén cũng ngày một rộng hơn nhưng khối lượng giao dịch lại giảm dần. Bắt đầu thanh nén với việc khối lượng rất lớn nhưng chiều cao nén lại thấp. Ở đây có thể là lực mua của nhà tạo lập bắt đầu có. Nhưng giá tiếp tục di chuyển theo quán tính đi xuống, mặc dù giá giảm mạnh nhưng khối lượng thấp, cho thấy áp lực bán ra đang giảm dần. Các bước để luyện việc phân tích theo VPA. Bước thứ nhất là phân tích vĩ mô. Phân tích từng cây nến khi nó xuất hiện và tìm kiếm xác nhận hạt bất thường bằng cách sử dụng khối lượng. Ta xem xét thanh hiện tại và so sánh với các thanh trước đó trong cùng một khung thời gian. Bước thứ hai là phân tích vĩ mô. Phân tích từng thanh nén giá khi nó xuất hiện dựa trên bối cảnh của một thanh nén trước đó và tìm kiếm sự xác nhận của các xu hướng nhỏ hoặc là sự đảo chiều nhỏ tiềm năng. Bước ba là phân tích hoàn cảnh, là phân tích biểu đồ hoàn chỉnh, có một bức tranh toàn diện về mặt vị trí của hành động giá trong một chu kỳ xu hướng dài hạn. Ta cần xem xét hành động đang ở đỉnh hay ở đáy của một xu hướng dài hạn hơn, hay chỉ ở giữa. Đây là lúc hỗ trợ và kháng cự đường xu hướng, mô hình nén và mô hình biểu đồ phát huy tác dụng. Ta xem nén hiện tại, sau đó xem các nén gần trước đó, rồi xem tới toàn bộ biểu đồ. Khoảng thời gian đi ngang càng dài thì sự đảo chiều sẽ càng có khả năng diễn ra nhiều hơn sau đó. Giai đoạn thị trường chuẩn bị đảo chiều càng lâu thì xu hướng kết quả càng mãnh liệt và kéo dài. Tiếp theo phần 5 là phân tích giá cả kết hợp với khối lượng, vẽ một bức tranh lớn. Phần này để cho chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về thị trường.
Đây là bước thứ ba trong phương pháp của phân tích VPA. Trước tiên ta cần hiểu 5 khái niệm quan trọng của phương pháp VPA. Thứ nhất là tích lũy, thứ hai là phân phối, thứ ba là kiểm định, thứ tư là cao trào bán, thứ năm là cao trào mua. Các giai đoạn của tích lũy. Đây là giai đoạn mà người nội bộ hay là người bán buôn chuẩn bị hàng hóa trước khi thực hiện các chiến dịch để bán cổ phiếu ra trên thị trường. Họ có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần hoặc là nhiều tháng để chuẩn bị điều này, đặc biệt là trong một xu hướng thị trường cổ phiếu. Họ sẽ thu gom lượng lớn cổ phiếu từ từ với giá bán buôn, hạ giá. Sau đó họ sẽ dùng truyền thông để bán hàng, tạo sự kỳ vọng cho thị trường và bán cổ phiếu ra với giá bán lẻ. Họ sẽ mua một đợt giảm giá mạnh khi đã bắt đầu rũ bỏ được một phần những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Sau đó tin xấu tiếp tục được đưa ra và bẻ gãy các đợt phục hồi ngắn hạn, và tiếp theo là các nhà đầu tư kiên trì hơn. Trải qua vài lần biến động nhỏ, nhà đầu tư sẽ không thể kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu nữa và phải bán ra. Nhưng nhà bán buôn cổ phiếu này vẫn phải kiểm soát sao cho không trở nên quá xấu để thu hút lại các nhà đầu tư trở lại. Khi họ bán cổ phiếu ra thị trường để thu lời lại, bất kỳ các tin tức nào cũng có thể là cái cớ để họ thao túng giá cổ phiếu theo ý mình để rũ bỏ nhà đầu tư kiên trì nhất còn đeo bám. Đây là giai đoạn mà nhà đầu tư bị nỗi sợ kiểm soát. Thứ hai là giai đoạn phân phối. Giai đoạn này hoàn toàn ngược lại với giai đoạn tích lũy. Đây là lúc những nhà bán buôn đang đầy ắp kho hàng và chuẩn bị cho việc bán ra cổ phiếu đang nắm giữ. Giai đoạn này là cảm xúc sợ bỏ lỡ cơ hội, gọi là FOMO. Những nhà đầu tư vội vàng mua để kiếm lợi nhanh chóng, và thời điểm này là những người giao dịch và nội bộ đang chuẩn bị dừng lại và đảo chiều xu hướng. Điều này cũng xảy ra ở đáy của giai đoạn tích lũy. Nhà đầu tư đầu cơ có thể chưa cảm giác được sự đau đớn và lưỡng lự khi nhìn thấy thị trường giảm giá một cách chậm chậm. Nhưng khi động lượng được dồn nén rồi giá rớt xuống nhanh chóng thì sẽ kích hoạt sự bán tháo hoảng loạn. Sự bình tĩnh sau đó được phục hồi và thị trường chuyển sang giai đoạn tích lũy. Tại đây, niềm hy vọng về sự phục hồi của giá cứ xuất hiện rồi biến mất nhiều lần. Nó tạo ra sự tuyệt vọng và sợ hãi trong các nhà giao dịch. Thị trường bứt phá từ cuối giai đoạn tích lũy, tăng dần đều với khối lượng trung bình. Sau đó, khi tích lũy nhiều cổ phiếu trước đó, bắt đầu xây dựng động lượng tăng giá từ từ, vì phần lớn các cổ phiếu sẽ được phân phối ở vùng gần đỉnh giá. Sự bứt phá ở cuối giai đoạn phân tích được hỗ trợ bởi các tin tốt và được đưa ra từ giới truyền thông. Thị trường bắt đầu tăng từ từ, rồi điều chỉnh chút ít, sau đó bắt đầu đẩy mạnh tốc độ, dùng hết lực để chạm đến vùng giá mục tiêu. Tại điểm này, giai đoạn phân phối bắt đầu một cách nghiêm túc khi những người nội bộ bắt đầu bán ra hết kho hàng mà họ đã nắm giữ trước đó. Những người mua háo hức do sợ bỏ lỡ cơ hội sẽ không bán mạnh tay giai đoạn này, nhờ đó mà thị trường dao động đi ngang ở đây. Tiếp theo là kiểm định cung, là trong quá trình đẩy giá đến vùng giá mục tiêu trước khi phân phối hàng ra ngoài, sẽ có những phiên những người nội bộ kiểm tra lượng hàng cung còn lại trên thị trường có mạnh mẽ hay là không. Nếu một phiên giá giảm mạnh mà khối lượng giao dịch thấp thể hiện một sự kiểm định cung thành công với rất ít cung còn lại để bán ra tại vùng giá đó. Ngược lại, nếu phiên giảm mạnh với khối lượng lớn có nghĩa rằng khối lượng cung tiềm năng còn rất lớn và chiến dịch có thể là phải tạm dừng trước khi kéo đến điểm giá mục tiêu và thực hiện lại quy trình tích lũy để đẩy hết lượng cung tiềm năng này ra khỏi thị trường. Tiếp theo là kiểm định cầu, là khi chuẩn bị kết thúc giai đoạn phân phối, họ sẽ đẩy giá xuống để thiết lập lại giai đoạn tích lũy lại cổ phiếu đã bán ra trước đó ở vùng giá cao. Trong trường hợp này, chiến dịch phân phối đã được tiến hành được một thời gian
và người giao dịch nội bộ đã bán ra một phần lớn cổ phiếu trên thị trường, họ sẽ kéo giá quay lại vùng được mua mạnh nhất trước đây và để kiểm tra xem còn lực mua mạnh nào nữa hay là không. Nếu việc giá tăng kéo đi kèm với khối lượng thấp và một sự khẳng định nhu cầu mua đã cạn kiệt và yên tâm để đẩy thị trường tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn nữa. Tuy nhiên, khi giá bật tăng lại mà có lượng mua lớn đi kèm thì ta cần quay lại tiếp tục chiến dịch phân phối để giá giảm xuống và rũ bỏ hết lực mua mạnh mẽ này. Giai đoạn phân phối này, những người giao dịch nội bộ làm nhà đầu tư hoảng loạn và sợ hãi. Sau đó, họ thu gom lại dần cổ phiếu và đẩy giá lên một cách từ từ để nhà đầu tư không bỏ chạy ra khỏi thị trường vì sợ hãi. Dần dần, giá tăng sẽ làm nhà đầu tư quên đi đợt giảm trước đó và mọi việc sẽ quay lại vòng lặp như trước. Khi xem xét VPA, ta cần xem xét ở nhiều khung thời gian khác nhau. Vì trong một chu kỳ nhỏ sẽ nằm trong một chu kỳ lớn, bao phủ chu kỳ nhỏ và nó sẽ lặp đi lặp lại. Tiếp theo là cao trào bán. Cao trào bán ở đây là vai trò của những nhà giao dịch nội bộ, tức là giai đoạn mà cổ phiếu đang ở đỉnh của quá trình phân phối cổ phiếu. Hành động này xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng giá. Tại đây khối lượng giao dịch của cổ phiếu cực kỳ cao nhưng giá hầu như là không có nhiều thay đổi. Một cây nến có bóng trên dài và thân hẹp đi cùng với khối lượng lớn là một cây nến tiêu biểu của cao trào bán. Cao trào mua. Đây là một giai đoạn của những giao dịch nội bộ được thu gom lại cổ phiếu từ từ ở giai đoạn cổ phiếu đang tích lũy đi ngang trong một biên độ hẹp. Sau một đợt bán tháo trước đó, càng về cuối giai đoạn, giá cổ phiếu càng ít biến động đi kèm với khối lượng ngày còn tăng mạnh lên. Thị trường tiếp tục quá bán mạnh nhưng vẫn giảm. Và những nhà đầu tư ngoan cường nhất cũng phải đầu hàng bán ra cổ phiếu đang nắm giữ. Sau đây tôi đã kết thúc phần 1 về phương pháp VPA. Phần 2 tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong các video sau. Xin biết ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Và hãy đăng ký kênh, like, share và chia sẻ những thông tin này đến các nhà đầu tư mới để có thêm những kiến thức để xây dựng cho mình những hệ thống đầu tư phù hợp với mỗi người. Và chúc các anh chị, các bạn đầu tư hiệu quả và thành công. Xin cảm ơn. Phần tiếp theo là phần thứ 6 là phân tích giá cả kết hợp với khối lượng. Cấp độ tiếp theo. Tại đây sẽ giới thiệu sơ bộ về nét nhặt, công cụ phân tích kết hợp với VPA tuyệt vời. Một nguyên tắc áp dụng rộng rãi mà ta cần ghi nhớ khi mà sử dụng nén nhặt. Thứ nhất là dù là bóng nén trên hay dưới thì biên độ bóng nén sẽ là yếu tố đầu tiên cần phải chú ý bởi vì nó tiết lộ ngay lập tức điểm yếu hoặc điểm mạnh hoặc là sự do dự xảy ra trên thị trường và quan trọng hơn là mức độ của mọi tâm lý của thị trường tương ứng với bóng nén. Thứ hai là nếu là cây nến không có bóng thì điều này cho thấy rằng tâm lý thị trường đang rất mạnh theo hướng của giá đóng cửa so với giá mở cửa. Thứ ba là cây nến thân hẹp thể hiện tâm lý thị trường đang yếu. Ngược lại, một cây nến thân rộng thể hiện tâm lý thị trường đang mạnh. Thứ tư là một cây nến cùng loại sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác tùy thuộc vào vị trí nó xuất hiện trong một xu hướng giá. Luôn xem xét vị trí cây nến trong xu hướng tổng thể hoặc là trong giai đoạn giá đi ngang. Thứ năm là khối lượng xác nhận giá bắt đầu với cây nến, sau đó tìm kiếm sự xác nhận hoặc là sự bất thường của hành động giá bằng thanh khối lượng. Nến sao băng là shooting star, hình động giá thể hiện tín hiệu suy yếu. Cây nến này bộc lộ sự yếu kém vì giá đã tăng và sau đó giảm giá xuống gần giá mở cửa với biên độ áp đảo bên mua trong phiên. Nến sao băng xuất hiện trong mọi xu hướng, cả tăng và giảm, và tại mọi thời điểm trong xu hướng. Việc xuất hiện của nó không thể hiện rằng sự đảo chiều sẽ diễn ra ngay sau đó. Nó mới chỉ là thể hiện một sự suy yếu tiềm năng. Ta cần xem xét khi đó giá mới thoát khỏi nền giá hay là đã tăng trong một giai đoạn dài. Nếu mới chỉ vừa ra khỏi nền giá trong một xu hướng thì rất có thể đây là một giai đoạn dừng trước khi tiếp tục di chuyển.
Nếu có hai nén sao băng gần nhau thì sự suy yếu đã được mạnh hơn đáng kể so với việc chỉ một nén xuất hiện. Với khối lượng này càng tăng hơn ở nén sao băng thứ hai thì sự suy yếu sẽ càng mạnh hơn nữa. Nếu trong một xu hướng tăng, nén sao băng xuất hiện với khối lượng thấp thì nó chỉ thể là một giai đoạn tạm dừng, điều chỉnh ngắn hạn trước khi tăng tiếp. Một trong xu hướng tăng trước đó, việc xuất hiện một nén sao băng với khối lượng trung bình cũng không khẳng định được thị trường đảo chiều ngay được. Thị trường không đảo chiều một sớm một chiều được, nó dừng lại để phản ánh tin tức, sau đó tăng lên, tạm dừng một lần nữa và sau đó giảm xuống. Ta cần chờ đợi tín hiệu xác nhận của thị trường bằng các cây nến tiếp theo. Và sau đó cần kiểm tra lại các khung thời gian khác nhau, cao hơn và thấp hơn khung thời gian hiện tại để có cái nhìn rộng hơn về tín hiệu này. Nến sao băng có thể xuất hiện trước một nến thân hẹp với khối lượng lớn. Đây là dấu hiệu suy yếu, điển hình. Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa đây là một sự tạm dừng điều chỉnh hay là sự đảo chiều mạnh theo sau đó. Để trả lời, ta cần kiểm tra các khung thời gian khác nhau và kiểm tra mức độ và độ sâu của vùng tắc nghẽn. Thị trường đi ngang càng lâu, tại một mức giá nào đó, khả năng bứt phá và đảo chiều càng cao. Tiếp theo là cây nến búa, hành động giá thể hiện sự mạnh mẽ. Đây là một cây nến thể hiện cho sự sức mạnh, hoặc là ý chí, hoặc là sức mạnh tạm thời, hoặc là một tín hiệu về sự đảo chiều giá dài hạn. Trong một phiên giá giảm, sau đó đảo chiều, rồi phục hồi tăng và đóng cửa gần ở mức giá mở cửa. Hành động này hình thành nên các cây nến cây búa. Đây là một nến thể hiện sức mạnh của lực bán đã được hấp thụ đủ để bên mua áp đảo bên bán, cho phép thị trường hồi phục. Trong khi thị trường đang giảm mạnh đi kèm khối lượng lớn và tín hiệu đáng tin cậy về một sự suy yếu lớn hơn. Khi đang đà giảm đó, một cây nến búa xuất hiện vẫn chưa đủ để thể hiện sự đảo chiều diễn ra ngay sau đó. Khi cây nến búa xuất hiện kèm theo với khối lượng cực kỳ lớn thì ta đang ở gần cao trào của người nội bộ và cần kiên nhẫn chờ đợi hoàn thành nốt việc thu gom cổ phiếu. Sau khi hoàn thành, cao trào mua sẽ xuất hiện một cây nến kiểm định lại lực bán. Các cây nến này khá thấp và giá đóng cửa, mở cửa tương đối sát nhau. Vùng kiểm định thường kèm theo với khối lượng thấp hơn trung bình. Với cây nến búa, không bao giờ tồn tại sự bất thường nào cả, dù khối lượng lớn hay nhỏ. Khối lượng càng lớn thì khẳng định hơn sự đảo chiều có thể là xu hướng giảm trước đó. Tương tự với nén sao băng cũng là không có sự bất thường nào, chỉ có sự xác nhận suy yếu của hành động giá này ở mức độ nhanh hay là yếu. Trong một xu hướng giảm, nếu một cây nén búa xuất hiện mà khối lượng thấp, thì thường là một sự dừng ngắn và còn tiếp tục giảm. Trong khi khối lượng cao thì có thể nội bộ đã tham gia vào và sự đảo chiều có thể diễn ra sau đó. Nếu cây nến búa xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng, ý nghĩa nó lại khác hẳn so với khi xuất hiện ở vùng đáy ở lưng chừng. Tiếp theo là nến doji bóng dài, hành động giá thể hiện sự do dự. Doji rất thường hay xuất hiện thể hiện sự lưỡng lự, do dự của hai phía bên bán và bên mua. Nó xuất hiện khi giá đóng cửa và mở cửa tương đối gần nhau. Nến này sẽ có ý nghĩa trong phương pháp VPA khi nó có bóng nén dài. Nén doji chân dài mà đi kèm với khối lượng thấp là một sự bất thường. Việc này thường xuất hiện khi người nội bộ tham gia vào và các chỉ số những người bên ngoài giao dịch giá biến động mạnh như vậy thường phải đi kèm với khối lượng lớn mới có sự bình thường và hợp lý. Nếu đến doji kèm theo khối lượng cao và cực kỳ cao là một sự xác nhận tốt cho việc người nội bộ tham gia vào giá và đã phản ánh đúng theo khối lượng của nó. Nếu không có sự xác nhận khối lượng thì ta nên đứng ngoài. Tiếp theo là nến thăng rộng, là tâm lý thị trường mạnh mẽ. Nến thăng rộng thể hiện hành động giá mạnh mẽ, thể hiện tâm lý giao dịch trong phiên rất mạnh mẽ. Nó thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn và rất lớn là sự thông thường. Nếu khối lượng thấp là một sự bất thường ở đây. Nén thăng hẹp là hành động giá tâm lý thị trường suy yếu.
nén thân hẹp rất hay xuất hiện trên thị trường vì thường 70% thời gian là thị trường đi ngang, chỉ có 30% là đi theo xu hướng mạnh tăng hoặc là giảm. Nén thân hẹp xuất hiện cho thấy thị trường tăng giảm chậm, thị trường dừng lại, đang đi ngang, đảo chiều và thường phản ánh qua những cây nén thân hẹp. Ta nên quan tâm những cây nén thân hẹp và có sự thất thường bởi khối lượng, với khối lượng lớn hoặc rất lớn đi kèm với sự bất bình thường. Trong đó, việc thân nén hẹp, khối lượng lớn cho thấy một sự suy giảm của xu hướng hiện tại và nội tại có thể tham gia vào đó. Ta cần theo dõi những diễn biến tiếp theo và các phiên tiếp theo để xác nhận thị trường có đảo chiều hay là không. Tiếp theo là cây nến người treo cổ. Hành động giá suy yếu, tiềm năng ở cuối của xu hướng tăng. Đây là dấu hiệu của sự suy yếu và được kết hợp với khối lượng trên trung bình càng là sự xác nhận tốt hơn nữa. Nó thể hiện sự suy yếu vì giá đang trong một xu hướng tăng thì đột ngột bị bán tháo mạnh suốt cả phiên và cuối phiên mới kéo giá lên được mức cao nhất hoặc là gần cao nhất ở cuối phiên. Nó tạo ra hành động giá cây nến búa quen thuộc nhưng nó không thể hiện sức mạnh như cây nến búa. Nó là dấu hiệu đầu tiên của áp lực bán trên thị trường. Nến này được xác nhận mạnh nếu theo sau bởi một nến sao băng có khối lượng trên mức trung bình trong một vài phiên sau đó. Tiếp theo là khối lượng dừng giảm, stop volume, hành động giá. Sự mạnh lên của giá khi thị trường đang rơi như thác đổ, áp lực bán rất mạnh và người nội bộ sẽ tham gia để giảm tốc độ của nó bằng cách cắt lệnh mua vào hỗ trợ của thị trường. Thân nén sẽ giảm dần ở độ rộng và bóng nén dài ra cho thấy dù lực bán rất mạnh nhưng mức độ giảm giá khi đóng cửa của nó bắt đầu hẹp lại. Dù giá sẽ tiếp tục suy giảm tiếp một đoạn nữa do quán tính mạnh trước đó, đây là một lúc ta nên tham gia vào lực mua này với những người nội bộ. Tiếp theo là khối lượng dừng tăng. Hành động giá, sự suy yếu của giá là giai đoạn khi tốc độ tăng giá dần chậm lại một cách từ từ, một thân nén ngày còn hẹp đi và bóng nén dài kèm theo khối lượng ngày một tăng cao hơn. Vì thị trường đang tăng mạnh sẽ không đột ngột đảo chiều ngay lập tức mà cần có sự chuyển hướng. Tiếp theo phần thứ 7 là giải thích về kháng cự và hỗ trợ. Đây là công cụ tuyệt vời kết hợp với phương pháp VPA để đánh giá thị trường. Trong khi VPA tập trung vào hành động giá và khối lượng để xem xét việc dẫn dắt xem thị trường sẽ đi tới đâu, thì các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự lại dùng các điểm trong quá khứ, cụ thể là lịch sử hành vi giá, các khía cạnh đã xảy ra của hành vi giá. Việc sử dụng VPA và các mốc kháng cự hỗ trợ giúp ta có góc nhìn về vị trí hiện tại của thị trường trong bức tranh tổng thể. Nó cho chúng ta biết mức giá mà thị trường có thể tạm dừng, bứt phá hoặc là đảo chiều cả hiện tại và tương lai, cũng như tất cả các mức giá quan trọng để mở, quản lý và đóng các vị thế giao dịch. Thị trường đi ngang thường diễn ra bởi 3 lý do chính sau. Thứ nhất là đang chờ đợi tin tức quan trọng nào đó để chuẩn bị công bố. Thứ hai là thị trường đi ngang trong giai đoạn cao trào bán và cao trào mua, khi những người nội bộ đang ra sức lấp đầy hoặc là dọn sạch các kho hàng của họ. Thứ ba là thị trường đi ngang khi vào các vùng giá cũ, nơi mà các nhà giao dịch bị kẹt lại trong quá khứ. Họ chấp nhận đóng vị thế với mức lỗ nhẹ hoặc là hòa sau một thời gian bị kẹp hàng. Hỗ trợ và kháng cự. Đây là một giai đoạn mà ở đó giá dao động chạm trần bật ngược lại và giảm sau khi chạm sàn bật ngược lại và tăng trở lại. Điều này khi giá đang tăng, nhiều người mua theo xu hướng bị mắc kẹp lại ở đỉnh. Sau khi giá quay lại vùng đó, họ sẽ chấp nhận bán ra và ở mức lỗ một phần hoặc là may mắn hòa vốn. Và người mua của họ lại bị mắc kẹp lại tại vùng đó. Sau đó thị trường giảm và chạm sàn. Một số người khôn ngoan sẽ mua lại ở đây và đẩy giá lên. Hành động giá cứ lặp đi lặp lại ở mức trần sàn là vừa kháng cự và vừa hỗ trợ. Mức sàn và mức trần này được biểu hiện của đỉnh điểm, nỗi sợ hãi và lòng tham trong vùng giá và thời điểm đó.
lòng tham và nỗi sợ hãi thúc đẩy thị trường. Đỉnh điểm của xu hướng tăng khi nhà đầu tư bị thúc đẩy bởi sự tham lam đã mua trong một xu hướng tăng và rơi vào đỉnh xu hướng tăng và bị mắc kẹt ở vùng giá cao. Sau đó giá giảm, họ tạm lỗ vì đã mua trước đó. Ở đáy của con sóng đầu tiên, những người mua tham lam nhập cuộc vào và mua ở mức giá đáy và đẩy giá lên ở cao trào trở lại. Những người mua mắc kẹt ở vùng đỉnh cũ bán ra để chấp nhận thua lỗ nhẹ hoặc là may mắn hòa vốn, và người mua mới lại mắc kẹt ở vùng đỉnh như người mua ban đầu mắc phải. Giá lại giảm vào quy trình đó lặp đi lặp lại. Dòng chảy vô hình của phe mua và phe bán tham gia thị trường tạo ra những rào cản vô hình về giá cả. Những rào cản này sau đó trở thành kháng cự và hỗ trợ giá trong tương lai. Vì những vùng giá này tập trung dày đặc những phe mua và phe bán ở cả thế yếu và lẫn thế thượng phong. Lòng tham và nỗi sợ hãi thúc đẩy con sóng đáy với xu hướng giảm. Đối với xu hướng giảm, các nguyên tắc cũng hoàn toàn giống với xu hướng tăng. Tiếp theo là các nguyên tắc khi sử dụng kỹ thuật này. Thứ nhất là đường kẻ chúng ta vẽ trên biểu đồ để xác nhận trần và của các vùng giá này không phải là mức bất di bất dịch. Hãy xem chúng như những sợi cao su mềm dẻo. Phân tích kỹ thuật và VPA không phải là môn khoa học chính xác mà nó là nghệ thuật. Thứ hai là luôn ghi nhớ luật nhân quả, nguyên nhân lớn được phản ánh trong kết quả lớn. Thị trường đi ngang trong một phạm vi hẹp càng lâu thì hành động giá bứt phá ra khỏi phạm vi này càng kịch tính và mạnh mẽ. Thứ ba là làm sao để biết khi thị trường tắc nghẽn. Ta sử dụng các đỉnh đáy sai chiều tách biệt trở thành các tín hiệu quan trọng. Các điểm sai chiều tách biệt như sau. Với thị trường đang tăng giá, một đỉnh sai chiều xuất hiện khi có ít nhất 3 cây nến được hình thành trong một cây nến ở giữa và đỉnh đáy cao hơn 2 cây nến ở trước và hai bên và hình thành bộ 3 cây nến đảo chiều. Từ đây, ta có thể kỳ vọng một hành động đảo chiều trong ngắn hạn. Tương tự với mô hình đáy sai chiều, việc hình thành các đỉnh sai chiều, sau đó đáy sai chiều và khoảng cách giữa chúng đã tạo ra các vùng tắc nghẽn. Giá sẽ giao dịch trong phạm vi đó một thời gian cho tới khi bứt phá thoát ra khỏi khu vực đó. Sự bứt thoát ra khỏi vùng tắc nghẽn này được đi kèm với khối lượng thấp và thường là bất bại và được gọi là bứt phá giả. Nếu sự bứt phá đi kèm với khối lượng lớn hoặc là cực lớn thì có thể là tiếp tục nắm giữ vị thế. Thứ nhất là tiếp tục nắm giữ vị thế nếu ta đang nắm giữ. Thứ hai là mua mới vị thế. Thứ ba là nếu một cú bứt phá giả thì ta cần đóng vị thế đang nắm giữ để tránh sự đảo chiều sau đó. Việc bứt thoát khỏi vùng tắc nghẽn này là sau mức giá ở trên trở thành hỗ trợ mới theo kiểu giá breakout nên cao hơn mức giá dưới sẽ tạo nên kháng cự mạnh nếu giá giảm xuống thủng mức đáy ở dưới. Và tiếp theo phần 8 là xu hướng và đường xu hướng linh động. Về cơ bản ta rất khó biết khi nào có một xu hướng bắt đầu cho đến khi nó đã kết thúc. Việc quay lại quá khứ và vẽ các đường xu hướng không có nhiều ý nghĩa vì nó đã xảy ra rồi. Vì rất có khả năng khi ta vẽ để thấy có xu hướng thì xu hướng đã đang ở giai đoạn cuối hoặc chuẩn bị hoặc đang kết thúc khi người ta nội bộ đang bán ra cổ phiếu. Và là thời điểm tốt để chúng ta nhảy vào hoặc là thoát ra khỏi thị trường. Quan điểm của Dow là về việc sử dụng chỉ số tương phản phản ánh sự rủi ro của hệ thống tốt nhất và đo lường biến động của thị trường đã được áp dụng rộng rãi và ngày nay nền tảng cho sự giao dịch tài chính. Xu hướng quan điểm của ông bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn xu hướng kỹ thuật. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối. Các cuốn sách đều dạy là cần xác định 3 đỉnh và 3 đáy để vẽ được 2 đường xu hướng trên và dưới. Nhưng nhìn chung, nếu ta có thể vẽ được các đường xu hướng với 3 đỉnh và 3 đáy đã có, về cơ bản xu hướng đó đã được trôi qua rồi và giai đoạn phân phối đã đến. Ta nên tập trung vào các vùng hỗ trợ và kháng cự nên xu hướng được tạo ra và phát triển hoặc nơi xảy ra các sự đảo chiều.
Đó cũng là nơi diễn ra các giai đoạn tích lũy, phân phối cùng với các cao trào mua bán, và khu vực quan trọng nhất của hành vi giá trên biểu đồ cũng là nơi mà thị trường tạm dừng và đi ngang trước khi có một bản tin công bố với khối lượng giảm dần. Ta cần theo dõi các khu vực tắc nghẽn, chờ đợi sự bứt phá ra khỏi khu vực đó với sự xác nhận của khối lượng thì mới giao dịch vào. Với mức độ mạnh yếu, thời gian của giai đoạn tắc nghẽn càng dài thì sự bứt phá diễn ra càng mạnh mẽ sau đó. Sau khi giá thoát khỏi vùng tắc nghẽn, cần theo dõi các điểm xoay chiều tiềm năng, nơi mà các giá giảm. Cần theo dõi các điểm xoay chiều tiềm năng, nơi mà giá giảm sau đó bứt phá và kiểm tra chúng xem khối lượng thấp hay không. Nếu thấp thì có thể chỉ là một vùng tạm nghỉ trước khi bứt thoát khỏi tiếp theo. Còn khi kèm với khối lượng cao thì rất có thể đó là điểm xoay chiều thật sự và tạo ra vùng kháng cự. Vùng tắc nghẽn tiếp theo. Ta nên kiểm tra lại đa khung thời gian để tìm kiếm sự xác nhận ngắn, trung và dài hạn. Ta tìm điểm xoay chiều đầu tiên, khi đó có 3 cụm nến, một nén cao hơn, hai nén thấp hơn ở bên dưới. Ta đánh dấu đó là một điểm xoay chiều, tiếp tục với một cụm nến đáy xoay chiều, hai nén cao hơn, hai nén bên dưới và một nén thấp hơn ở giữa. Đây là điểm xoay chiều ta đánh dấu hạt trên biểu đồ. Đây là một khu vực xa ngay sau khi thoát khỏi vùng tắc nghẽn và tạo ra lần đầu tiên trong giai đoạn tích lũy kéo giá ngược. Ta cần theo dõi giá giảm đi kèm với khối lượng giảm và giá tăng đi kèm với khối lượng tăng là tín hiệu tốt, và kiên nhẫn theo dõi hành động giá và sự xác nhận của khối lượng đó. Sau khi hai điểm ban đầu của đỉnh xoay chiều và đáy xoay chiều thứ nhất tín hiệu tốt, ta mua vào và chờ đợi hai điểm xoay chiều thứ hai để có thể vẽ được đường điểm kỳ vọng này. Cũng tương tự khi giá tăng và bắt đầu giảm nhẹ với khối lượng thấp đi kèm, khi giá dừng giảm và tăng lại thì đi kèm với khối lượng lớn. Với đáy xoay chiều hai này cao hơn đáy xoay chiều một kia, ta yên tâm tiếp tục nắm giữ trạng thái cổ phiếu. Thị trường tiếp tục đi lên và sẽ xuất hiện đỉnh xoay chiều thứ ba và đáy xoay chiều thứ ba để khẳng định xu hướng là chắc chắn, và đa số mọi người lúc đó mới tin vào thị trường đang trong xu hướng thực sự. Khi đỉnh và đáy xoay chiều thứ ba xuất hiện tiếp tục và là điểm giảm khối lượng thấp và khối lượng cao và tăng với khối lượng cao đi kèm với đáy đỉnh xoay chiều 3 cao hơn đáy đỉnh xoay chiều 2 thì tiếp tục yên tâm nắm giữ trạng thái cổ phiếu hiện tại. Và cuối cùng sẽ có một giai đoạn hình thành một đỉnh xoay chiều ở mức thấp hoặc là bằng đỉnh xoay chiều trước. Đây là một giai đoạn xuất hiện điểm tắc nghẽn thứ cấp. Khi đáy xoay chiều xuất hiện mà ở đáy xoay chiều đó là một vùng tắc nghẽn mới đã được hình thành thực sự, ta cần theo dõi các điểm xoay chiều tiếp theo để biết khi nào là di chuyển ra khỏi vùng tắc nghẽn này. Nó tiếp tục đi lên hoặc là đảo chiều đi xuống, vùng tắc nghẽn này chỉ là một sự tạm nghỉ ngắn hạn hay là vùng phân phối để chuẩn bị cho sự đảo chiều của nó. Với sự bứt phá khỏi vùng tắc nghẽn theo hướng giảm, ta làm tương tự nhưng tìm kiếm đáy xoay chiều trước rồi sau đó tìm kiếm đỉnh xoay chiều. Giá giảm mạnh với khối lượng lớn và tăng với khối lượng nhỏ là những sự xác nhận cho điều này. Tiếp theo, phần thứ 9 là khối lượng theo giá. Volume Upright là viết tắt là VAP. VAP là kỹ thuật bổ sung cho phương pháp VBA rất tốt. Khối lượng kèm theo VBA là khái niệm mà ta thống kê lại khối lượng khớp ở từng bước trong khoảng thời gian xác định. Nó cho ta biết hoạt động của thị trường đang tập trung ở đâu. Nếu khối lượng tập trung ở đáy thì nhiều khả năng hoạt động thu gom ở đó của thị trường sẽ sắp đi lên. Nếu khối lượng tập trung ở vùng đỉnh thì nhiều khả năng hoạt động phân phối đang diễn ra. Khối lượng thường tập trung vào các vùng tắc nghẽn, và ta cần lưu ý rằng nếu khối lượng cực kỳ lớn và vùng tắc nghẽn ở phía dưới thì rất có thể hoạt động thu gom mạnh mẽ của những nhà bán buôn đang được thực hiện. Trong khi nếu khối lượng tập trung lớn ở vùng đỉnh giá thì chu kỳ tăng giá này có thể sắp sớm kết thúc. Và vì hoạt động phân phối đang diễn ra mạnh và sẽ tạo nên khu vực cản mạnh phía trên.
khi giá giảm mạnh và sau đó quá trình phân phối giá sẽ về thử thách lại các vùng mà khối lượng lớn hơn trước đó để kiểm tra lại điểm hỗ trợ này. Các vùng tắc nghẽn với khối lượng lớn này sẽ cần lực rất mạnh để vượt qua về sau, và nếu vượt qua nó sẽ tạo nên một xu hướng tăng rất mạnh sau đó. Tiếp theo là phần 10 là các ví dụ về phân tích giá kết hợp với khối lượng. Tại đây là các ví dụ giao dịch mà các khung thời gian khác nhau của các loại tài sản khác nhau mà tác giả để mô tả về cách sử dụng VPA của mình. 11 là kết hợp mọi thứ với nhau. Thứ nhất là nhận diện mô hình giá. Đây là lúc ta xem xét hành vi tổng thể của thị trường. Ta cần mở rộng để có điểm sai chiều trên đồ thị để xem xét quanh các điểm sai chiều đó có tìm kiếm được vùng tắc nghẽn. Khi giá giao dịch trong vùng tắc nghẽn, mọi người đều chờ đợi một chất xúc tác nào đó để đưa ra khỏi vùng này. Ta cũng đang chờ đợi và không làm gì cả cho tới khi có sự xác nhận mạnh mẽ của việc giá di chuyển đi kèm với sự xác nhận của khối lượng mạnh mẽ khi phá vỡ khỏi vùng tắc nghẽn này. Các mô hình hiệu quả là mô hình tam giác giảm, tam giác tăng, cờ đuôi nheo và ba đỉnh ba đáy. Thứ hai là khối lượng xác nhận tin tức. Mọi tin tác động tới thị trường sẽ được phản ánh qua khối lượng khớp lệnh trên thị trường. Như vậy, đã kết thúc phần chia sẻ về phương pháp VPA. Tôi xin biết ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và xin cảm ơn cả nhà. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy. Xin chân thành cảm ơn tất cả đã vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.